Tiếp tục câu chuyện hàng trăm hộ dân tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Vĩnh Hào, tỉnh Hưng Yên, nhiều năm nay vẫn phải sống chung với ô nhiễm bởi hoạt động của các cơ sở tái chế nhựa. Chính quyền địa phương thì vẫn lúng túng trong công tác xử lý, thậm chí là bỏ ngỏ. Trách nhiệm thì bị đùn đẩy, mặc dù lệnh cấm hoạt động đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra cách đây 4 năm. Khi có chủ trương thu hồi giấy phép làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi, nhiều người dân tại thị xã Mỹ Hào đã thấy tín hiệu tích cực. Theo họ, việc tái chế nhựa chỉ diễn ra tại một số hộ dân trên địa bàn phường Dị Sử, nhưng không thể để cảnh cả xuồng phải sống trong ô nhiễm. Tức là mỗi một loại nhựa nó một mùi khác, khổ nhất là mưa phùn hoặc có sương mù, nó đè khói không lên được. Nhà trẻ con toàn là các cháu toàn phải mang đi xuống nơi khác cho con cháu ở đây đâu. Hôm trước nó bảo làm làng nghề ấy, mỗi người 1.000 mét xong cuối cùng bán dâm dúi với nhau hết. Ở đây à? Chưa ở đây thì có gì nữa, làng nghề nó tít kìa. Vừa rồi nó bán mỗi nhà nó cho 1.000 mét. Để xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm lan rộng, ngành tài nguyên môi trường của tỉnh Hưng Yên đã nhiều lần chỉ đạo yêu cầu chính quyền địa phương phải mạnh tay xử lý dứt điểm theo chủ trương và lệnh cấm của tỉnh. Cái ô nhiễm đây là một sự thực và cái công tác xử lý thì cũng chưa được triệt để. Chỉ đạo của thị xã thì đương nhiên là nó cũng có cái nó chưa sát, có thể là chưa sát sao và chưa quyết liệt. Thì ngay sau khi nhận được thông tin này thì sở tiếp tục là sẽ có cái văn bản đôn đốc Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Hào. Trong khi đó, chính quyền phường Dị Sử thì cho rằng vẫn biết là ô nhiễm, việc xử lý cũng không phải một sớm một chiều. Vì liên quan đến sự mưu sinh của các hộ dân, nó chỉ được xử lý khi người dân có công việc và thu nhập thay thế. Thời gian thì cũng chưa thể là khẳng định được đến thời gian gì, nhưng mà một thời gian sớm nhất là chúng tôi sẽ phối hợp cùng với cả báo cáo lên phòng tài nguyên môi trường và sở tài nguyên môi trường để tạo điều kiện làm cho bà con dứt điểm được. Cái tình, cái lý hay là cái cớ để biện minh cho sự thiếu quyết liệt đã khiến cho những cơ sở gây ô nhiễm vẫn mãi chây ì. Người ta biết cả, thế nhưng mà khi mà hỏi các cấp rồi thì người ta mới giật mình, thế à. Tôi nghĩ rằng là những cái chuyện đấy là nó xảy ra rất là nhiều tại cấp nhiều nơi. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái sự buông lỏng quản lý của các cấp quản lý về chuyên môn cũng các cấp về chính quyền. Cái thứ hai nữa là cái cũng lại chạy theo cái lợi nhuận. Những cái cán bộ công chức không chăm lo đôn đốc rồi không có xử lý nghiêm các hành vi đó đấy, thì có thể bị xem xét ở nhiều các khía cạnh khác nhau, từ khiển trách cảnh cáo đến vấn đề buộc thôi việc, vân vân, rồi miễn nhiệm. Được biết, liên quan đến công tác về quản lý đất đai, môi trường tại địa phương có nhiều bất cập. Cuối tháng 2 vừa qua, nhiều cán bộ phường Dị Sử cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về những vi phạm nêu trên.